Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Bonsai Tự Nhiên của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Hôm nay quay giao lưu với anh em một cây hải châu nữa, vài thành phẩm nữa nha anh em ơi. Cây này cũng vậy, thời gian cũng khá là lâu rồi, cây này 3 năm. Cây này chùm đó rõ nè anh em ha, đang nuôi này. Cái này cũng đang có lụa thép nha nè, mà nó đang bao vô này, lụa thép lên đỉnh này. Cái này cốt tay cành cũng to rồi, nuôi bấm giật nè nè, mới bấm xả đây. Cái này mùa rồi là mới có bông có trái rồi nha. Cái lụa thép dần chân đỡ rỡ này, rỡ nha. Em qua rỡ này, rỡ đây mình tủ vải á, mưa thì nó ra rỡ rất là nhiều luôn anh em ha, nó bánh ra trắng hết luôn. Một cái cây cốt khá là đẹp luôn đó. Lúc toàn bộ ngay mình cái khách nha, mình mới cạp lại đây thả keo ha, cây rất là hay luôn nha anh em ơi. Cây này lực lượng rất là duyên luôn, được cái là nó lũa thép này. Anh em nào mà nó mà ăn lũa đây này, cái trên đây nó bao hết xuống rồi, trên đây thì đã gọt hết nha, không bị gì. Chỗ đoạn đây là lũa thép này, lũa thép xuống tới cái ở đây, anh em thấy nó ra dùm mình là nó rất là mạnh luôn, nó nở ra đều hết nha. Một cái cây khá là hay nha anh em ơi, hải châu lá nhỏ nha, nịnh nha, để mình đo thông số cho anh em coi nha. Một cái cây khỏi cây này hay lắm anh em, mình làm tàn khá là mịn luôn này. Cái này hành 35 nha nè, hành này 35 nha, hành 35. Thầm đó cái chiều cao xuyên xuyên này 50 đó anh em ơi, hành 35 50 á. Thầm đó từ đây thôi, xuyên xuyên là 50 mà, từ mặt chậu lên cái đỉnh đây thì 45 nha anh em. 45. Dài tàn nó 50 nha. Ngang tàn 30. Đó. Dài cái tàn đây là 50 này. Đó. Cao mà từ đây xuống tới mặt chậu hay là 45 nha. Ngang tàn đây là 30 nha anh em ơi. Đây dâm cành là bình ngón út rồi nha. Đây. Dâm cành bự nha. Đó. Cái này giờ thì chỉ có bắt đột chơi thôi anh em ơi, chứ không cần vào dây nữa đâu. Cái này là mình đã thả dây hết rồi này. Nói chung là cây của mình là mình nuôi tới 2 năm. Phải tầm 2 năm nữa anh em ơi, là mình mới không vô dây nữa. Vô dây lúc nào mình bấm đột như thế này là tầm vô dây nước 3 này là mình sẽ xả bấm đột hết đó, nên là mình nuôi những cái tay cành, những cái cốt cành này nè là nó to. Ví dụ anh em cứ thấy cái cây nó xâm sơ nhưng mà cái cốt trong này nó không có to anh em ơi, là nhìn cái cây nó không có hài hòa mà nó không có đẹp nha anh em ơi. Mình muốn xâm sơ là nó xâm sơ ngay thôi. Bây giờ cây này là mình đang thả này, là bắt đầu giờ cứ bấm dâm bấm đột á là bắt đầu nó sẽ xâm sơ ra nha. Anh em thấy cái cốt không? Cây này nhìn nó trống, thấy cái cốt không? Rất là đẹp luôn nha. Đó. Một cái cây khá là hay nha anh em ơi. Sạch, không còn một cái dây cọng dây nào trong đây hết nha anh em. Toàn bộ là mình đã gỡ dây hết rồi. Và giờ xả ra bấm đột để cho nó dày tàn là chơi thôi. Mùa vừa rồi nó đã ra trái lắc đắc rồi nha. Đó. Anh em ơi, một cái cây khá là hay luôn. Cây này cũng 1.6 triệu nha anh em ơi. Giá 1.6 triệu nha, giá là không bao gồm phí ship nha anh em ơi. Còn anh em nào mà lấy tới nhà lấy thì mình sẽ fix cho ha, cho anh em tiền xe, đỡ phải đóng gói thì mình sẽ giảm giá cho anh em, cho anh em tới tiền xe nha. Một cái cốt rất là hay luôn nha, để mình đọc lại cho anh em nha. Đây, chỗ này là 35 nha anh em ơi. Đó, 35, cao là 45, từ đây xuống mặt chậu 45, ngang tàn là 50, quả dài tàn là 50, ngang tàn là 30.
một coi cũng khá là kỹ luôn. Nói chung cây của mình thì mình đã làm ra mà, đợi giao lưu mới coi thành phẩm với anh em, bảo đảm cốt cho với anh em lúc nào cũng phải bằng ngón cái hết, coi ba anh em hết nha, bông trái hết rồi nha anh em ơi. Nên ha, toàn bộ là bây giờ là mình bắt đầu là mình chỉ có bấm dâm bấm đột để cho nó dày để coi thôi, cốt là đã nuôi là sẵn rồi này, chất lượng rất là đẹp nha. Cái dâm dưới đây là nó gần ở dưới này, mình đang nuôi nè anh em, nuôi để nó chì bớt cái thèo vào đây lại. Còn anh em nào không ưng thì bấm đây. Nói chung là lúc đầu là mình không có ưng nuôi chỗ đây, nhưng mà bây giờ nuôi vào đây là có một phần hay là nó cho nó ra rỡ, nó mạnh cái dàn rỡ dưới đây. Cái dâm đây mình đang đỡ này, mình chỉ cần tú vải thôi là nó bén rỡ dập hết anh em ơi. Đó, anh em ha, bén rỡ hết này, bén rỡ rất mạnh, cái này rất là mạnh luôn, rỡ rất mạnh, chịu khó nuôi anh em. Mấy cái này thì giờ bấm chơi thôi, giá quá rẻ luôn anh em ơi, nuôi 3 năm mới ra một cái cây đó mà giao lưu với anh em. Nay chỗ mình nó mưa lắm anh em, tranh thủ tạnh mưa cái ra quay giao lưu với anh em liền. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Cái này thì anh em nào muốn đỡ dâm này không đỡ, đỡ cho nó to cái nở đớ cũng được, còn không thì bỏ đi. Mình thì mình không có thích nuôi cái dâm này anh em ơi, mình sẽ bỏ đi, tại vì mình làm cái mặt tiền đấy mà. Đó, cái mặt tiền mình nhìn vô này, nên là cái này nó đâm vô trong mạch của mình, nên là bắt buộc là mình thì mình sẽ bỏ đi, còn anh em nào ưng thì có thể là đỡ lại xài ấy. Chứ mình là mình bỏ rồi, mình còn đang đỡ cho nó nuôi nó nơ cái đớ thôi, để nó lực cái coi thôi, chứ còn không có ấy nha nè anh em ha. Coi sung nuôi xài vô phân là bữa mình có quay ra đây này, mình mới bấm đột xả rồi, dài xài vô phân là nó hay ra gai này anh em, còn trên đây nó đi dâm ngang dâm hai là không còn gai nữa nha anh em. Nó đi dâm ngang rồi là không còn gai. Đây, đem người kỹ cho anh em quay, không một còn một cái gai gai nào hết nha. Đó. Coi vào mình xả được rồi là mình có xả tay xả cành nữa, mình bấm đột này, chặn đột để cho nó ra về cái tàn, nên là mình có vô phân. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi.